Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối. Hôm nay là buổi tối ngày thứ 5. Một buổi tối ngày thứ 5 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Ôi trời ơi. Vẫn như là mọi khi thôi. Trước khi xem clip thì mọi người hãy nhớ dành cho em Minh xin một nút like tình yêu nhá. Dành cho xin một nút like. Anh em nào mà xem clip chưa đăng ký kênh thì nhớ nút đăng ký kênh để ủng hộ em. Nhớ nút đăng ký kênh nếu không có chia sẻ được thì chia sẻ với em mọi người nhá. Chỉ mong mọi người hãy xem và nhớ dành một nút like và ấn vào chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký kênh, có chữ đăng ký đấy mọi người, dưới clip cũng có chữ đăng ký, mọi người ấn một chữ đăng ký giúp em để mỗi khi em ra clip mới thì mọi người là người xem đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là vẫn là tiếp tục chia sẻ mọi người một số cái sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ. Đây là tất cả những cái sản phẩm này chia sẻ đều là hàng mới mọi người nha. Mọi người thấy ngày nào em Minh cũng lên clip và em luôn luôn cố gắng làm sao mà mỗi một ngày trôi qua để anh em và các bác sẽ luôn luôn được xem những cái sản phẩm mới và mình không phải xem lại. Và tất cả những cái sản phẩm nếu có đưa lại lên thì đều là bán rẻ. Ra bây giờ đầu hôm nay cũng không chạy lắm. Thì em làm nghề hàng bao nhiêu năm trong một cả một quá trình xuyên suốt chục gần chục năm nay rồi. Nhưng mà chưa thấy cái đầu năm năm nào mà cảm thấy mà nó lại cảm giác nó mình cảm thấy hơi khó khăn, dùng một từ chính xác là cảm thấy hơi khó khăn như cái năm nay. Rất là nhiều anh em năm ngoái cũng bảo em là em ơi, năm ngoái mới là một sự khởi đầu của sự khó khăn thôi, của cái năm 24 này mới là thực sự của một năm khó khăn. Thì em cũng bắt đầu thấy là đầu năm 24 này là cũng hơi khó khăn rồi đấy, còn không biết sau một vài tháng tới nó sẽ như thế nào, nhưng mà đầu năm nay là rất là khó khăn. Khó khăn thứ nhất là không mua được phôi, phôi là đẹp năm nay rất hiếm. Và thứ hai là hiếm đồng nghĩa với cái giá phôi lên cao. Và thứ ba là làm ra rồi khách khứa ít, bởi vì cái tốc độ cạnh tranh về nó quá khốc liệt mọi người. Đấy. Và thôi không sao, sẽ cố gắng. Càng khó khăn thì bản thân mình càng phải cố gắng, càng phải làm những cái sản phẩm đẹp hơn và cái giá cả càng phải hạ xuống, chứ không phải là những sản phẩm đẹp mà đưa giá lên cao mọi người nhá. Phương châm của em Minh là làm hàng đẹp và giá phải hạ, càng hạ càng tốt mọi người ạ, chứ không phải đẹp mà đưa giá lên trên. Em mình dùng chưa? Nên là đến với em Trường Minh, đó là thứ nhất, nói về chất lượng gỗ là gỗ nào em mình sẽ bảo gỗ đó, là một. Thứ hai là sẽ không bao giờ hét cái giá trên trời để cho mọi người phải mặc cả. Các bác yên tâm một điều như này này, đến với em Minh là em cũng không dám nói hoa mỹ hay là tạo những cái gì mà nó quá cao siêu. Em chỉ nói mọi người đây là gỗ như này và cái giá thì anh em yên tâm là giá sản xuất và nó chỉ có một chút ít tiền công này thôi. Và không bao giờ mọi người sợ là bị mua đắt và phải năn tăn cũng suy nghĩ về cái vấn đề là sợ bị mua cao, và em đảm bảo bởi vì bên em trực tiếp sản xuất. Và em cũng trước khi bán một con đồ hoặc một món đồ đến tay mọi người, em mình đều phải cân đo đong đếm so với người khác và so với những shop khác và so với chính những cái mà những người bán hàng như em và những người thợ người ta đang sản xuất, xem cái giá người ta bán cho mọi người hoặc bán công khai là bao nhiêu, thì mình dựa trên cái nền tảng giá đó và mình phải bán giá thấp hơn mọi người nha. Đấy là anh em yên tâm về chất lượng. Thứ nhất, cấu thành giá của một sản phẩm nó nhiều yếu tố, nhưng về chất lượng là cam kết. Và cái giá em sẽ cố gắng là trước khi đưa ra em đều mà đưa giá cạnh tranh cho mọi người, để tránh cái tình trạng là anh em gọi điện bảo anh thấy là bên kia bán rẻ bên em, cùng cái sản phẩm đấy bên kia bán rẻ bên em. Đấy là em sợ nhất cái đó. Nhưng em bao giờ cũng cố gắng là trước khi đưa một sản phẩm ra thì em phải cân đo đong đếm so với mặt bằng thị trường như nào, và mình hạ cái giá xuống một chút cho anh em đam mê. Bởi vì là thứ nhất là bây giờ thực sự là những người xem ở trên kênh của em mình này, đây là chia sẻ một chút, là những người xem ở trên kênh thì đều là những anh em thân quen, và các bác đó đều là những người sưu tầm rất dùng từ rất nhiều đồ gỗ rồi, chứ không phải là một con đồ hai con đồ và là những người mới chơi. Những người mới chơi rất là ít và hầu như đều là những người đam mê và chơi rất là nhiều rồi. Đấy, và là những người chơi rất là nhiều rồi thì thứ nhất là không gian bày hạn chế, vì không có chỗ bày là một, và thứ hai chơi nhiều rồi nên là cũng không còn dư giả tài chính, và cũng có thể là tài chính vẫn dư giả nhưng mà sẽ không còn cái độ máu lửa
như những người mới chơi. Và để kích thích được cái sự máu lửa của các bác thì chúng ta chỉ còn một cái biện pháp là hạ giá thành xuống. Như khách của em vẫn có một câu là rẻ thì anh mua, đắt thì thôi. Đấy, bởi vì anh cũng không có thiếu. Đó, dùng một từ khách, dùng một từ rất chuẩn. Những bác khách mà mua nhiều, em dùng một từ rất chuẩn là rẻ thì anh mua, đắt thì thôi, bởi vì nhà anh cũng không có thiếu. Đấy, thế là đơn giản là em Minh cái phương châm là sẽ mua rẻ cho mọi người. Thì cái sản phẩm đầu tiên mà muốn chia sẻ với mọi người một cái, đây là bức gỗ chắc Việt mọi người nhá. Thì đầu chương trình thì em Minh bao giờ mọi người xin phép mọi người là cũng phải chia sẻ một chút như thế để anh em mới hiểu hơn, nhau hơn. Mọi người xem mà ai là xem cảm thấy hợp lý thì mọi người nghe, và không hợp lý thì anh em có thể tua đi. Đấy. Đây là một bức chắc liền nguyên khối, và đây là chắc Việt. Chắc Việt mọi người nhá, đây là một cái gốc chắc rất là to, đục liền nguyên khối. Các bác có thể nhìn thấy đây nguyên một cụ Di Lặc ngồi này. Và cái bức này có một cái chất chắc rất là đẹp. Chất chắc rất là đẹp. Hàng ngày anh em vào si thì thật sự luôn là nó phê luôn. Thật sự mọi người. Nếu mà riêng bức này ấy, bức chắc to này này, anh em vào si thì em đảm bảo mọi người là nó phê cực kỳ luôn. Và em mình có thể cam kết với mọi người, riêng đối với bức chắc này của em là 100% là vân veo cũng như màu sắc của gỗ tự nhiên. Anh em về cứ thử kiểm tra. Anh em về cứ thử kiểm tra mọi người nha. Tất cả những cái nó đều là tự nhiên của gỗ, về cũng chắc là rất to. Có thể là sẽ có bị một số, một vài chỗ người ta gọi là khe kẽ thì mình không dám nói đến. Nhưng mà ví dụ những cái chỗ phần đằng trước tổng thể như này, phần này, phần này, phần này, phần này, phần này, nói chung là toàn bộ phần người này nó sẽ không có vết tích gì. Và em không phải dùng cái động tác đó là màu mè lên sản phẩm, mà tất cả vẫn là nguyên bản màu tự nhiên. Cái này là hàng đã sơn PU. Anh em có nhu cầu đánh si thì em mình sẽ đánh si phục vụ mọi người. Tất nhiên là hàng vào si thì yêu cầu cái nước làm lót cũng như là làm nguội nó phải thật là kỹ. Thì vào si thì anh em về sờ con đồ nó nhẵn như là da em bé luôn. Nhẵn như da em bé luôn mọi người nhá. Bức này rất là to. Mình sẽ so sánh với mọi người một cái bức Di Lặc gỗ chắc mà hiện tại trên thị trường bán tầm khoảng 1,5 triệu đến 1,7 triệu. Nó bức như thế này. Đây là một bức chắc mà đang bán tầm khoảng 1,5 triệu, 1,7 triệu. Đây là bức chắc bán tầm 1,5 triệu, 1,7 triệu. Đây một bức như này. Đấy, đây là rẻ nhất là bán tầm 1,5 triệu, 1,7 triệu mọi người nhé. Thì mọi người sẽ so sánh với cái bức này thì các bác sẽ thấy là nó bé như nào. Nó chỉ bằng 1/5 thôi. 1/5 thôi mọi người nhé. Đấy. Và bức này mọi người em đục đơn giản thôi. Và một cụ Di Lặc ngồi to. Đây có một góc thiềm thử đâu. Đã lên một cái kỷ. Rộng 41, cao 25, cao 25 không kỷ mọi người nhé. Rộng 41, cao 25 và sâu là 23. Cái chiều rộng là 41, chiều cao 25 và chiều sâu 23. Em đo kích thước không tính kỷ, không tính kỷ nhé. Và mọi người ngắm một chất chắc, đảm bảo các bác luôn là rất là đẹp. Anh em nào chưa chắc thì đam mê. Cái màu đỏ là tự nhiên mọi người nhé. Đây mọi người nó theo cái vân ở đây này. Nó sẽ lên lên màu đỏ này. Của này đen hết này. Đen bóng lừ luôn. Đây. Đen bóng lừ chất chắc này là rất là phê đó mọi người nhá. Sợ là nhãn thín bởi vì hàng nó không có keo cuốn hay nó bị làm sao cả. Tự nhiên 100% luôn, một bức chắc rất là to. Và anh em mà sưu tầm chắc to thì thích bức này. Kiếm những bức chắc của ta mà to này rất là hiếm ấy, và giá gỗ thì rất là cao. Giả sử mọi người mười mấy cân gỗ nó đã rơi tầm 2 triệu hơn 2 triệu rồi. Rất là khó. Em phải để cho mọi người cái giá hợp lý thôi. Đây, nguyên một cái gốc chắc. Nguyên một cái gốc chắc mọi người nhá. Em lấy lên một kỷ luôn. Bây giờ kiếm những cục chắc to là hiếm lắm các bác ạ. Mọi người ạ, hiếm lắm. Chắc to mà liền như này và với cái chất chắc đỏ đen đẹp như thế này cực kỳ hiếm. Thì là anh em nào đam mê những bức chắc to, cần những bức chắc thật là to và thật là đẹp và thật là lục lạc như thế này thì mọi người chơi nhá, đúng cũng đi thật đơn giản thôi. Bức này em Minh giao đi mọi người là 3,7, 90 mọi người nhá, giá cực kỳ hợp lý, tiền gỗ hơn 2 triệu rồi. Đấy, 3,7, 90 bức này rất to nhá, 4 mấy cả. Và nặng gỗ chất thì em nói mọi người lên một cái chất cực kỳ phê luôn. Đây anh em nhìn này,
100% tự nhiên, màu này màu tự nhiên hết, cực phê luôn. Anh em thích vào xi em vào xi cho mọi người nha, mọi người thích vào xi em mình sẽ vào xi phục vụ mọi người luôn. Đây em sẽ bán kỷ niệm mọi người, một cái quan đi đặc chắc đỏ lại dành cho anh em vào thích chắc đỏ. Cái này em bán kỷ niệm, em sẽ không lấy công của em lấy đủ công thợ và công gỗ thôi. Đế gỗ đây anh em nhìn này, đặc xịt 100%, đực này là đế quá uy tín rồi. Đây là chắc đỏ đục một cụ Di Lặc ngồi rất bệ vệ, có cái bao rất là to. Đây cái da gỗ đây, đây là cái da gỗ tự nhiên để lại. Hàng này bao 100% tự nhiên luôn mọi người nhé, 100% tự nhiên luôn, đúng chất chắc đỏ luôn. Đó, đục liền nguyên khối, bước này bẹ, mọi người nhìn bẹ gỗ ấy, to này cơ mà. Cục chắc là em mua chắc 700-800. Hôm bước này hôm nọ em quay thì em báo mọi người là 1,5 triệu. Đấy, cái thời gian này em sản xuất ra nó cũng 1,3 triệu rồi. Bước này to mà, em để mọi người ra sản xuất rồi. Cái này là rộng là 26 này, cao là 15 này, và sâu 20 mọi người nhé, độ dày là 20 nè, độ dày 20 phân đấy, bức này nó rất là dày, dày 20, dày 20 này, đục liền nguyên khối 100%, gỗ không tì vết, không dặm màu, không vẽ vân, cam kết 100% là tự nhiên, chứ không phải là 99% nhé, mà là cam kết 100% là tự nhiên. Giá cho mọi người 1,379 giá sản xuất cho anh em chơi, to lắm mọi người nhé, anh em thích cái màu đỏ của gỗ chắc chơi đẹp tuyệt vời luôn. 3,9 nhưng mọi người để bày bàn và em lên cho mọi người một bức hai bức sản. Tiếp theo chia sẻ cho mọi người một bức rắn gỗ hương, hàng mới nhá, là mới làm xong ngày hôm qua đó. Bức này thì to hơn cái bức không loại em bán 1,6 triệu rất là nhiều, 1,680. To cái bức bán 1,680 hôm kia, bức cái to hơn nhiều, cục chắc à cục hương to hơn. Đây mời anh em thử nạn, cái gỗ đặc xịt 100% đây, anh em nhìn chưa, nó không có một tí vết nào luôn, đặc xịt 100% hương ta. Đó là một cái dễ liền nguyên khối và gỗ em cam kết, đây là vẫn dùng một từ thôi mọi người nhá, cam kết 100% là liền nguyên khối, liền nguyên khối 100%, không dặm màu, không vẽ vân, không lướt nát, cho anh em chơi cho nó xanh chín luôn, cho nó thoải mái luôn, chứ không phải lăn tăn gì cả. Thế nói luôn cho nó xanh chín là như thế. Đây thử đây, như này cho nó dễ này. Anh em nhận hàng nếu mà phát hiện ra chỗ nào mà xử lý vẽ vân hoặc là chắp ghép chẳng hạn, thì anh em có thể điện cho em trả lại cho em bình thường, em vẫn nhận hàng mọi người nhé. Đấy, chứ không phải là khi nhiều anh em rất là lo sợ cái vấn đề là khi mà nhận hàng rồi mà không đúng như những lời em mình nói thì mọi người sợ là không trả được hàng. Thì em mình xin chia sẻ mọi người là tất cả những sản phẩm mà thứ nhất là nói trên clip như này mà anh em nhận hàng chẳng may nhiều khi nó sót xiết một chút mà nó không đúng như lời em nói, thì mọi người chỉ cần nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em. Mọi người nếu cảm thấy không thật sự là không ok thì em vẫn nhận hàng lại bình thường và trả lại tiền các bác cho mọi người, cho nó thoải mái luôn, vô tư luôn, cho anh em đỡ lăn tăn. Đấy, như hôm nọ em có gửi một phần, nó thật luôn, hôm nọ em có gửi một pho Di Lặc vào cho một anh khách ở trong hình như Bắc Giang vậy, thì nó bị lướt răm một chút, thì anh ấy bỏ, anh không thích lướt răm một chút, gỗ anh không thích, anh phải tính đồ 100%, thì bảo ok anh không thích thì răm một chút thì anh gửi lại cho em lại trả lại tiền anh đàng hoàng, bởi vì nó phải rõ ràng. Nhận hàng mà nó lướt răm một tí thôi, thực ra đồ gỗ nhiều khi có những pho nó to, một cái pho nó to như thế này chẳng hạn thì nó răm một chút thì không thể tránh được, mọi người gốc tự nhiên mà. Em cũng bảo thôi anh cứ chơi đi, thì khi nào có cái sản phẩm đẹp hơn em đổ cho, hoặc là cái đứt răm mà một chút nó không việc gì đâu anh ạ, gỗ tự nhiên thì răm một chút không việc gì đâu anh, về cái chơi nên nếu mà đứt to hơn thì em sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu cứ răm này gỗ tự nhiên thì không thể tránh được. Thực sự là mọi người đổ gỗ thì một chút răm chút đứt thì không thể tránh được, nhưng mà tất nhiên anh em chơi thì cũng phải đòi hỏi cái đẹp cao thì thôi mình cũng chấp nhận thôi,
ok không ưng thì tôi trả lại em trả lại tiền nó thoải mái đấy. Cái làm cái gì đó cái gì thì cái em cũng bán đồ gỗ này, thực ra là em cũng xuất phát từ người chơi, cũng đi lên từ những người chơi, cũng là người từng chơi và từng trải, đâm ra là thôi thì mình cũng phải đứng về phía khách hàng. Thì thực ra là khách hàng luôn luôn là người chịu thiệt, chứ người bán thì không bao giờ chịu thiệt cả. Có chăng có chịu thiệt nhưng mà nó rất ít. Còn những người mua hàng thì bao giờ cũng chịu thiệt nhiều. Đây là cái thật. Các bác là những người mua hàng thì bao giờ các bác cũng là người chịu thiệt. Cái thiệt đây là gì ạ? Cái thiệt của người mua hàng, thứ nhất là mua hàng online là nó làm một cái thiệt thòi rất là lớn rồi. Bởi vì là anh em không được sờ tận tay sản phẩm. Đó là cái thiệt thòi rất là lớn. Nên là mua một con hàng trên online thì nhiều khi nó cũng như kiểu là may mắn đấy, được thì chúng ta được một sản phẩm ưng ý, không được thì chúng ta được một sản phẩm không ưng ý. Nhưng mà em cũng đứng ở cái phương diện người mua hàng, mình cũng là một người mua hàng online thì thôi, nếu mà chẳng may vào mà anh em có gì không ưng hay như nào thì anh em cứ điện cho em một câu ok, nhưng mà cảm thấy không ok thì anh em có thể gửi lại em đấy, ví dụ như không đúng em cam kết thì gửi lại em. Còn nếu như đúng những gì em cam kết mà về anh em vẫn cảm thấy không ok thì mọi người có thể gửi lại em và bị chịu một chút chi phí, gọi là cái phí tổn, họ chịu một chút để, hoặc là em sẽ đổi cho mọi người sản phẩm khác. Đây đây em một chỗ đó thoải mái, đây là thật. Còn như những gì em nói này mà mọi người về vẫn không ưng thì anh em đồ muốn đổi thì phải chịu một chút, gọi là phải chịu một chút thiệt thòi, đây là thật. Đấy. Cái gì nó đúng mình nói là phải đúng phải chuẩn đúng không các bác? Chứ nếu mà cứ bây giờ cứ bảo ông là người bán hàng ông cứ phải chuẩn 100%, cứ phải cái gì cũng đẩy hết cái phần thiệt về cho khách hàng thì thật sự là nó cũng khó. Cái cao 56 chiều rộng là 32 và độ dày của gỗ là 20, dày 20. Em Minh giao lưu mọi người chú rắn to này với giá là 1850 mọi người nhá. 1850 bởi vì cả cục gỗ liền này của em thì chia sẻ mọi người nó cũng phải mất tầm xít soát 1 triệu tiền gỗ rồi, công đục một con rắn này, công thợ sơn si và công của em Minh nữa thì phải xin mọi người 1 triệu tiền công đấy, 1850 không ship anh em ấy. Giá hợp lý thôi, cũng chỉ xin mọi người, em Minh chỉ xin mọi người trăm con giống năm nay thì bán như thế thôi, không hơn đâu, khó khăn rồi, không kiếm hơn được, không bán hơn được mọi người ạ. À, mà thế thôi. Em mình tiếp tục lên cho mọi người một chiếc trâu gỗ hương cho anh em nào đam mê một chú trâu làm gỗ hương. Thực ra là chú trâu nó rất là kinh khủng với mọi người, nó khủng khiếp luôn, người ta dùng một từ là đẹp khủng khiếp, đẹp khủng khiếp mọi người nhé. 80 cân phôi em cắt đi đây để phục vụ cho mọi người của chú Châu đây. Ui giời, ôi anh em ạ, à, anh em ơi, đây là một chú Châu béo, em gọi là một chú Châu béo mọi người nhé. Nhưng mà em có thể dám khẳng định với mọi người luôn, dùng một từ là dám khẳng định với anh em luôn này, là em chưa bao giờ gặp một chú, chính xác, em chưa bao giờ gặp một cục gỗ hương ta nào mà cái vân nó đẹp như cục gỗ này. Mọi người chưa bao giờ gặp, đây là hương ta Gia Lai, nhưng mà cái vân này mình không biết nó gọi là cái vân gì. Thật sự là nhiều khi em nghĩ nó còn đẹp hơn, nó còn quý và hiếm hơn cả lưu hương. Mọi người có thể gặp được những cái cục lưu hương rất là nhiều, nhưng mà để gặp được cái cục gỗ hương ta mà có cái chất vân như thế này thì chắc là hiếm lắm mọi người ạ. À, anh em nào đam mê những quả gỗ hương mà với cái vân như thế này to lắm mọi người nha, cái trâu này dài gần 70 phân cơ, sáu mấy bảy gần 70 đó. Cái này mọi người ai là tuổi Sửu, bác là tuổi Sửu mà thích một chú trâu làm an nhàn và khoe toàn bộ cái vân gỗ hương như này thì mọi người có thể bày ở cái đôn kẹp bàn ghế trước bàn uống nước cho anh em nhá.
Ôi dồi ôi, cái này lên một cái kỷ, em sẽ lên một cái kỷ nữa, em sẽ lên cho mọi người một cái kỷ nữa, một cái kỷ vuông này nữa để kệ lên, vì cái này nó hơi bị thấp một chút, hơi thấp, cho làm mới thấp thì mình sẽ lên một cái kỷ mỏng tầm 7 phân nữa, xong là gắn trên lên để mọi người bê về, mọi người bày lên cái đun kẹp, hoa mắt luôn các bạn ạ, kẹp dã man luôn. Cái này chiều rộng là 70 các tình yêu nhá, cái chiều dài này này 70 này, chiều sâu là 38 này, dày 38 đây, và chiều cao là 27 phân, 27 phân sừng liền các tình yêu nhá. Con này vẫn nó dã man lắm, vẫn dã man lắm các bạn ạ, khủng khiếp luôn. Anh em nào chơi có hương mà không chơi chú trâu này thì thật sự nó là một cái sự đáng tiếc không hề nhẹ. Còn một tỷ cục hương, có một cục hương như này, nói dùng một từ 1.000 thì hơi quá. Anh em nhìn đẹp thật. Em nói cục hương này em để ở xưởng sơn nhá, ai đến cũng tấm tắc khen luôn, ai đến cũng thích, đẹp vần và đẹp. Anh em nhìn, không biết gọi nó là cái loại thể loại gì, nhưng mà hương ta của mình, Gia Lai của mình, nó có những cái quả vân mà phải nói là cẩm không là gì, cẩm không là gì cái ló mọi người, cẩm không là gì đâu, có những quả có thể nói là xuất sắc, xuất sắc anh em nhé, to lắm mọi người, nhiều gỗ lắm đấy ạ, bao nhiêu là gỗ cắt đi. Không có tí vết nào anh em ơi, không có tí vết nào luôn, bảo nó có vết bị dặm màu vẽ vân cơ thì nó còn thể loại này kia, nhưng trên người này xuất sắc, xuất sắc mọi người nhá. Ôi nó như là nu giọt nước đấy, nhưng mà nó cũng không phải là nu giọt nước, không hiểu kiểu gì, quả là giao đi mọi người, thực ra là gỗ rất là nhiều nhá, công không đáng bao nhiêu, gỗ rất là nhiều, gỗ rất là nhiều, 2.6 triệu, 2.7 triệu củ gỗ này, công cá nó bao nhiêu, nên còn nên phải lên cả cái kỷ 200.000 nữa cho mọi người đó, 200, 200, 300 cái kỷ nữa, thì bước này giao lưu mọi người 3.8 triệu nhá, số đẹp đi 3790 không ship cho anh em một linh tài nặng và to, ok xuất sắc. Anh em ơi không chơi thì tiếc lắm đấy ạ, đẹp lắm. Vần này em với mọi người, không chơi thì tiếc lắm đấy em ạ, đẹp lắm. Này cái gỗ, và cái gỗ này thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ xuống màu và nó đẹp mãi mãi như này luôn. Riêng cái dòng vân này nó sáng mà nó mang mịn như này, đẹp mãi mãi luôn, không bao giờ xuống màu. Anh em chơi mút mùa luôn, không bao giờ xuống màu, riêng hàng hương vân này mọi người nhá, yên tâm luôn, không bao giờ bị xuống màu cả, đẹp lắm, đẹp vô cùng luôn. Em à, anh em cứ nhận hàng, anh em nào chúc quả trâu này về nhận hàng đi, em đảm bảo mọi người, anh em không gọi điện cho em hoặc chụp ảnh với em khen rằng là có đẹp vân, kinh, và giá hợp lý. Em đi cho các tình yêu một quả heo có gọi là kinh điển. Ôi ơi, quả heo. Ui giời nặng lắm. Ui. Quả heo thì em bán kỷ niệm mọi người nhé. Anh em nào có cái không gian nào mà nó phù hợp với cái quả gọi là heo quái thủ này thì anh em bày nhá. Anh em nó không gian phù hợp thì bày nhá. Hay không? Mọi người nhìn thấy hay không? Đẹp không? Để em nó kích thước cho. Đây là của cái cục phôi của cái con trâu ấy, nhưng mà cái đầu này là cái vân nó khác, còn cái đầu cái vân nó khác. Hai đầu vân khác nhau. Cao 71. Rộng
37. Đây là một cái gốc lũa. Và sâu là 27. Cao 71, rộng 37 và sâu 27. Để đính chính cho anh em yên tâm. Này em ngắm lại một lần nữa. Mình xin chia sẻ với mọi người là toàn bộ hàng là không có lỗi viên. Nhất là cái phần trên người này là toàn bộ là u sụn 100%. Cái gỗ đẹp nó mua ở làm thôi. Đây anh em ngắm cái chất gỗ nhá. Hàng này không chơi chơi hàng gì ạ. Tự nhiên 100% toàn sụn. Chun, nu, chớp. Các kiểu của đà điểu, vân cẩm. Thì phê chứ. Anh em nhìn có thấy phê không? Và tự nhiên hết đấy mọi người nhá. Anh em cứ yên tâm với cái chất lượng phôi. Bởi vì những cục phôi này làm mới cái phương châm mà làm để khoe được cái vân làm sao nó kinh điển nhất cho mọi người. Nguyên bản đây là cái gốc gỗ bên dưới này. Cào đi này. Cái này cào sâu vào thì nó sẽ ra cái vân như thế này này. Anh em nhìn cái phần chân này. Toàn bộ vân tự nhiên hết. Mọi người nha, anh em nhìn này. Đó, chớp, đây là những cái chớp, cái sụn. Đây, vân cẩm này. Rất đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn này. Đây, vân tự nhiên ý. Quay to mà, quay lặng mấy chục cân. Em để giá cho mọi người hợp lý thôi. Đây bên dưới làm cái đồng tiền này, thỏi vàng này, niền, đây niền hết cổ gỗ ấy, hơi nguyên gỗ đấy. Đấy, bên cạnh này là có một cái chút lũa bên dưới này, đây này, một chút lũa này, nó không ảnh hưởng. Trên người lợn này là 100% tự nhiên này, à, trên người lợn này là 100% tự nhiên nha mọi người nhé. Đây, vân này, em đảm bảo không có vết tích gì mà, bởi vì là gỗ tự nhiên hết, đấy, 100% này, không có vết tích gì. Và bên dưới này, từ cái phần chân bên dưới này, đây, từ phần chân này hát xuống bên dưới này, nó cũng gần lũa ở chỗ này. Đấy, em cào này, đấy, có như thế. Mọi người hình dung chưa? Còn đây trên này là tuyệt vời luôn. Cực kỳ nhiều phôi. Nhiều phôi vô cùng luôn. Cắt những cục này toàn, chứ mọi người toàn 1,6,7 triệu tiền phôi. Hơi quái luôn, quả heo này hơi quái luôn. Và vừa lo kích thước rồi, em mình xin báo giá mọi người đây. Chú heo này em mình xin giao lưu mọi người là em mình xin giao lưu mọi người chú heo này giá là 2,790 cho mọi người nhá. 1,5-1,6 triệu tiền phôi này. Lấy tiền công cũng vừa phải. 2,790 cho anh em lên tay, không ship nhá. Giá không bên em báo không ship đâu mọi người. Và clip của em này xin dừng, cảm ơn rất nhiều. Em có là mệt, này đi đám cưới cả ngày mệt, mệt mệt cực kỳ mệt luôn. Hôm nay quay cho mọi người mấy món để giá hợp lý. Ngày mai sẽ cố gắng lên cho mọi người nhiều hàng mới, hàng đẹp hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bác xem clip thứ hai nhớ dành em MC Good Night. Ai chưa đăng ký kênh mọi người nhá. Ai chưa đăng ký kênh nhớ nút đăng ký kênh của em mọi người nhá. Em chỉ cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một tối ngủ ngon. Đồ vẫn còn nhiều lắm anh em ạ. Quay qua nhanh ngắm cái tác phẩm là Ma Bay Sụn Hương hàng VIP. Bước này là thường thường làm đặt bắp may ấy, người ta sẽ làm cái hàng lũa, những hàng của em là hàng lưu sụn, hàng đặc đặc 100%, đằng sau là gỗ đặc xịt nhé, hai mặt đẹp như nhau, mặt đằng sau còn đẹp hơn mặt đằng trước, chân gỗ đạp vào viên đá, cái viên đá này này thì cái viên đá là tự nhiên, đá tự nhiên mọi người nhé. Đây em nhìn cái ăn gỗ là này này, đấy, gỗ ôm hay đá tự nhiên nhé. Và cái đá này đá Gia Lai nó sẽ như này nhá, đấy, nó sẽ không phải là đá như kiểu đá xanh đâu. Đây này, đây đá tự nhiên nhá, chân đạp vào đá xoắn, riêng công đoạn làm những cái xoáy nước như này, những cái ngọn sóng như này, những cái ngọn đạp xoáy này quá hại mà. Đây anh em nhìn này, nó đã rất là mất công rồi, cực kỳ lâu công rồi. Đây, hàng này là hàng u sụn, nu sụn. Bây giờ bước này còn nặng rơi vào tầm khoảng trên 50 cân, sau khi đục rồi chắc phải còn tầm khoảng 60 cân
60 cân bởi vì cục phu hiện tại tạ mấy cơ mà. Còn khoảng 60 cân. 60 cân phu. 60 cân hoàn thiện, quên là 60 cân phu. Cái này điền 100% thôi. Gỗ thì mình em nhìn gỗ hương này. Bước này thì hiện tại cũng để đây cho anh em ngắm. Thì cũng bước này cũng chưa bán nha. Một thời gian nữa sẽ bán. Phê luôn. Đẹp. Diện mặt rất là hoành tráng nha. Đây, anh em nhìn chất phôi. Sụn. Em quay qua mọi người cái đằng sau thôi, cái đằng quất đâu. Đằng sau đẹp lắm, đằng sau toàn nu và sụn đẹp lắm. Đằng sau đẹp vô tuyệt vời luôn anh em, cực kỳ yêu cái này nha. Cái bức này thì cứ để cho anh em ngắm, nó cái đây là một cái cục phôi rất là quái. Vì là cái chân của này, anh em biết đây là cái chân mà đạp vào đá bay lên. Đấy. Mà cái sóng nước mà lại còn đẩy được viên đá lên để cho cụ đạp vào. Đấy, để anh em biết là chỉ có những cái phép thuật phi phàm của cụ Đạt Ma và chỉ có những ngài Phật, ngài Thánh thì mới có thể là dùng cái phép thuật của mình để đẩy nước, đẩy viên đá lên và đạp chân vào đá để bay lên. Đúng không ạ? Mọi người thấy rất là độc không? Đấy, những cục phôi là anh em phải là những cục phôi sưu tầm mọi người nhé, mà đá tự nhiên và lúc nào cũng gặp, rất là phiêu luôn. Thôi em xin dừng clip đây và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người xem clip thấy hay nhớ dành cho mình xin luôn like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ nút đăng ký kênh của em mọi người nhé. Em xin chào và hẹn lại ạ. Chúc mọi người có một buổi tối thứ 5 vui vẻ, mạnh khỏe và ngủ ngon nhé. Chúc các bác ngủ ngon. Em xin chào.